Mình đang test bộ dàn này là bộ dàn Sony 715 ha, thuộc phân khúc dàn đại của Sony. Dàn này bán rất là nhiều rồi. Nó thì tổng thể là cái dàn đại của nó thì cao có tầm 60 ha, có tầm 3 gang tay này, có tầm 58, 58 năm có tầm đó ha. Rộng thì chắc có hai viên gạch mét chín mấy gần mét, bên này vô ra bên này thiếu đèn chút ha, cho có tầm mét. Thì đây là thuộc phân khúc tầm trung dàn đại của Sony, model nó là 715 này ha, nguyên combo của nó là như vậy. Thì mình bán cái này rất là nhiều rồi, tổng thể cái bộ này so với mấy bộ trước thì nó không có đẹp bằng, cơ bản nhìn là nó đẹp nhưng gọi là đẹp len ken sắc sảo thì nó không bằng, bởi vì mấy cái vết này nó vẫn bị ố nhẹ ha. Mấy con trước bán thì nó đẹp nhiều con, nó đẹp như mới, con này thì nói chung có tầm 8 điểm, 8 điểm rưỡi thôi chứ không có phải len ken ha. Bát thì bát 25 không zin này ha, bát 25 cả cùm. Rồi thì loa ba quay ha, được chưa ạ? Rồi thì và chức năng thì cái set thì quay hơi nặng nha, nghe hơi nhai băng. Cái này mình anh em nào chơi thì chỉnh lại. Mặt hậu thì nãy mình cho anh em coi rồi ha, đúng không? Loa thùng vách đồ cũng được, nhưng không có tét nở gì hết. Tuy nhiên thì nó không có đẹp như là mấy cái dàn trước, thì cái giá nó giao mình cũng không có được đẹp, cũng rẻ hơn ha. Con này thì có equalizer ha, cái model này thì nó hơn 7 thằng 725, được cái là cái âm ly nó chỉnh như âm ly chuyên dụng ha, được chưa? Đó. Tổng thể ngoại hình nó cũng còn sáng sủa ha. Con này có khiển nha, có khiển này, tặng khiển đi kèm nè, khiển Sony ha. Rồi chỉ có đơn giản vậy thôi, thì cái giá nó cũng hợp lý hơn những con trước. E căng là đầy đủ, liền lặng lắm chứ không có rách nát gì đâu ha, cả hai e căng luôn nè, được chưa? Rồi vậy thôi, anh em nào thích thì alo ha. Rồi mình nghe làm một chút. Nói chung là cũng còn khá là đẹp chứ không đến mức độ nào tôi. Thì anh em nào cảm thấy hợp lý, vừa tầm chơi gọi alo cho mình ha. Rồi vậy mình đi lại lần cuối nè, nói chung mặt mày còn sáng sủa ha, không có. Rồi vậy nha, anh em có nhu cầu thì alo cho mình. Mày coi mặt hậu rồi đúng không? Học nó cũng còn tương đối, nói chung loa thùng cũng vuông vắn nè ha. Nói chung mặt hậu cũng không nên chú trọng lắm, hiển nhiên thì phim phí thôi. Rồi vậy nhé, anh em mà có nhu cầu thì alo cho mình. Rồi chào mọi người.